Rồi, xin chào tất cả mọi người, đó là kênh YouTube của Tâm Đức Cycle. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu xe mới. Thì đây là một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Chevo nha mọi người. Đây là mẫu Chevo Zama. Thì mẫu xe này nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái thiết kế rất là mới, cũng như là nó theo cái xu hướng của các cái dòng xe cao cấp. Đó, chẳng hạn như cái form dáng của con Chevo Zama này thì nó sẽ giống đâu đó một chiếc Canon đẹp. Đó, nhìn rất là giống nha mọi người, cái form của nó rất là giống nha. Tuy nhiên thì ở đây người ta sẽ giống về cái hình dạng thôi, còn về cái cấu hình cũng như về chức năng thì nó sẽ phù hợp với mọi người hơn rất là nhiều. Đối với em cảm nhận như vậy. Tại vì sao? Chiếc xe này nó có giá chỉ 17 triệu 600 ngàn nha mọi người. À, một chiếc xe mà có cái mức giá khá là tốt trong cái phân khúc cấu hình như thế này. Đó, thì em sẽ giới thiệu sơ cho mọi người về cái cấu hình của mẫu Chevo Zama này nha. À, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái cặp tay lắc của Shimano Tiara. Đó, thì đi kèm với nó chắc chắn sẽ là một cái cùi đề cũng như gạt đĩa của Shimano Tiara rồi nha mọi người. Điều đặc biệt ở mẫu xe này thì chúng ta sẽ được sử dụng thêm một cái đùi đĩa nè của Shimano Tiara luôn. Đó, thì đây là một cái điểm mà Chevo luôn làm tốt. Hầu hết các cái mẫu xe của Chevo mang ra thị trường á thì người ta đều đồng bộ cái cấu hình giữa tay đề nè, gạt đĩa nè, cùi đề nè, đó, cũng như dò đĩa này, để mà nó sẽ cho chúng ta một cái hiệu suất tốt nhất cũng như một cái chất lượng cao nhất. Chevo thì đợt này cũng sử dụng cái đùi đĩa này luôn. Đó, thì đây là một cái mà phụ tùng phải gọi là đắt giá ngoài thị trường nha mọi người. Mặc dù là đời thấp nhưng mà nếu mọi người mua lẻ ngoài thị trường thì có giá rất là cao. Chevo vẫn trang bị cho mọi người cái đùi đĩa của Shimano Tiara này, nhưng mà mức giá vẫn hợp lý. Hợp lý nha mọi người, không rẻ cũng không mắc, ở đây chỉ là hợp lý thôi. Đó, rồi phía sau thì chúng ta sẽ có một cái cùi đề sau của Shimano Tiara nữa nè. Rồi, điều đặc biệt đó là phần lip. Đó, Chevo vẫn đồng bộ về cái phần lip này luôn. Thì lip ở đây chúng ta sẽ có 10 lip sau nha mọi người của Shimano luôn. Đó, thì đây là một trong những cái yếu tố mà Chevo em thấy đánh giá rất là cao về cái yếu tố đồng bộ các cái phụ tùng với nhau. Đó, mặc dù cái mức giá đưa ra thì phải gọi là rất là hợp lý rồi. Với cái cấu hình như thế này thì hầu như các hãng xe khác trên thị trường thì không thể nào mà cạnh tranh được. Đồng phân khúc với mẫu Chevo Zama này thì có cái mẫu Zama Siluro S6. Chiếc đó thì có giá là 16 triệu. Tuy nhiên thì về cấu hình thì nó sẽ không đồng bộ về cái cấu hình nhiều lắm, nhưng người ta sẽ tối ưu về cái ngoại hình. Thì mỗi người sẽ có mỗi cái quan điểm, mỗi cái nhu cầu riêng. Đó, thì anh chị làm sao mà để chọn một chiếc xe nó phù hợp. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái vành nhôm nè. Vành nhôm của Chevo luôn nha mọi người. Tem ở đây thì chúng ta sẽ có tem dán. Đó, trong mà chúng ta sẽ có đùm của Chevo. Với phiên bản đùm này á, thì theo cá nhân em thì đây là một cái đùm mà nó đem lại độ trớn nè, cũng như là tiếng cối vừa phải nè. Đó, mà cái tiếng của nó em cảm giác rất là thích nha. Đó, mọi người nghe cảm nhận nè. Thì đối với em thì em thích cái tiếng này hơn so với lại các cái tiếng cối khác mà trong cái phân khúc giá này, chẳng hạn như là Twitter nè. Nhiều người họ chỉ mua chiếc xe chỉ vì họ thích cái tiếng cối của nó thôi. Thì cái chiếc xe này nó cũng tương tự, nó thuộc dạng như vậy luôn nha mọi người. Thì em cảm giác rất là thích cái tiếng cối của cái mẫu Chevo Zama này. Đó, rất là trớn nha, cực kỳ trớn. Rồi, lốp ở đây thì chúng ta có lốp của CST nha mọi người. Đó, thông số lốp của mẫu xe này là 700x25C. Thì đây là một cái thông số lốp phổ thông của cái chiếc xe đạp đua rồi. Rồi, phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái ghi đông cong này. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bô tang, ghi đông bô tang nhôm. Đó, điều đặc biệt như mọi người ở đây đang thấy á, thì dây ở đây chúng ta được giấu đi hầu như là rất 95% rồi, chỉ còn một tí tẹo ở đây thôi. Tuy nhiên thì ở đây người ta cũng đã xử lý cũng như là thiết kế cho dây nó gọn gàng nhất, nó tối ưu nhất về cái thẩm mỹ cũng như là cái khí đông học cho xe rồi, nên là dây nó lòi ra một xíu này thì nó cũng không quá là một vấn đề quá lớn nha mọi người. À, không thể nào mà đòi hỏi một cái cấu hình quá cao trên một cái chiếc xe mà nó có mức giá hợp lý như thế này được. Rồi, tiếp theo thì phía dưới này chúng ta sẽ có một cái phuộc nè. Thì phuộc này ở đây thì chúng ta sẽ được sử dụng phuộc carbon nha mọi người. Bên này thì chúng ta sẽ có một cái thắng đĩa cơ dầu. Đó, thì thông số đĩa ở đây chúng ta có 160. Đó, đây là sơ bộ cái cấu hình. Còn điều đặc biệt của mẫu Chevo Zama này nữa là hầu hết các cái mẫu xe của Chevo thì đều được trang bị cái tem xuất Nhật, có nghĩa là chứng chỉ của bên Nhật nha mọi người. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tem này là tem xuất Nhật. Còn một cái tem nữa đó là cái tem BBI, thì đó là cái tem kiểm định nha mọi người về chất lượng khung sườn nè, rồi chất lượng vật liệu nè. Đó, thì có đầy đủ cái yếu tố đó thì người ta mới đóng cái tem này vào được, như vậy thì mới xuất sang thị trường nước Nhật được. Đó, thì đây là hai cái tem mà phải gọi là
rất là quan trọng để mà khẳng định một cái thương hiệu của một cái dòng xe. Thì với cái mẫu xe này chúng ta vẫn được trang bị cái tem BBI trên khung này, cũng như là tem xuất Nhật này. Thì đây là hai cái tiêu chí mà bắt buộc phải có khi mà muốn xuất chiếc xe này sang Nhật. Đó, nên là chiếc xe này nó có chất lượng rất là cao nha mọi người. Thì đây là một mẫu Chevo Jama, mẫu này thì có giá là 17.600.000 nha mọi người. Mọi người mà muốn biết thêm chi tiết về cấu hình nè, rồi phương thức vận chuyển nè, rồi phụ kiện tăng kèm nè, thì mọi người có thể liên hệ với số điện thoại em để bên dưới màn hình nha. Ngày hôm nay thì giới thiệu sơ cho mọi người mẫu Chevo Jama để mà mọi người nắm thông tin về cái chiếc xe này. Thì chiếc xe này thì bên em vừa về thôi, nên là số lượng cũng rất là ít. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay cho em nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp mọi người ở video lần sau ạ.